chào mọi người nhá. Bây giờ thì Duy đang có mặt tại VinFast Đại Việt số 1 Nguyễn Văn Linh, Văn Cừ, Hà Nội. Thì đằng sau, ngay sau phía là, sau Duy này là chiếc VinFast Palio. Chắc hẳn là các bạn cũng đã biết đây là một mẫu xe với cái mức giá khá là hấp dẫn ở trong gia đình ba mẫu xe ra mắt của nhà VinFast. Thì ngay bây giờ thì mời các bạn sẽ cùng Duy đi tìm hiểu một vòng xem chiếc xe này có những gì. Rất xin lỗi các bạn bởi vì là hôm nay là một cái chương trình lái thử xe đột xuất của VinFast Đại Việt, thế cho nên là Duy cũng không kịp chuẩn bị mic âm thanh tốt, cũng như là ở đây có rất nhiều người đang quan tâm và xem xe nên mọi người hết sức thông cảm nhá. Đây, mọi người có thể thấy là cái phần đuôi xe này, nếu như mà chúng ta nói tới những cái thông số chính thức của chiếc VinFast Palio này so sánh với những cả đối thủ nặng ký mà đã tồn tại ở thị trường Việt Nam, có mặt thị trường Việt Nam rất lâu rồi ấy, thì VinFast Palio này có cái kích thước tổng thể không phải là dẫn đầu, nhưng mà lại có một cái vẻ bề ngoài nhìn nó khá là trường xe. Cái phần đuôi xe đây, phần đuôi xe có 1, 2, 3 cảm biến và camera lùi ở phía sau này. Đây, các bạn có thể thấy. Xin mời khách hàng Trần Mạnh Nam Hiếu ạ. Xin mời khách hàng Trần Mạnh Nam Hiếu ạ. Em lái rồi. Đây, mời các bạn tiến vào trong cái khoang cabin của chiếc VinFast Palio này một chút nhé. Trước tiên là Duy sẽ giới thiệu với các bạn, chia sẻ với các bạn về cái phần ghế da này. Chiếc xe này thì có cái ưu điểm là hoàn toàn đã được bọc da ở phần ghế, kèm theo là ở mặt nệm ghế ngồi này và lưng thì đều được thiết kế với những cái lỗ thông hơi ở đây, rất phù hợp với cả điều kiện thời tiết ở tại Việt Nam. Trên đây bản táp lô thì chúng ta sẽ có chất liệu nhựa cứng ở bên trên này, toàn bộ là nhựa cứng hết. Ở đây thì có logo của túi khí này. Chiếc mà Duy đang có trải nghiệm ở đây là phiên bản full luôn, phiên bản cao cấp nhất, với cái giá thành là khoảng 465 triệu, đã bao gồm VAT, 6 túi khí, điều hòa chỉnh điện. Ở đây các bạn có thể thấy này, đây là màn hình cảm ứng 7 inch, có Apple CarPlay, Android Auto, kết nối Bluetooth này. Đây, ui, đây này, cái này hay này. Trên màn hình là các bạn có cả khai mệt ra đây này, chỉnh điều hòa trên màn hình luôn. Đấy, điều khiển bằng cảm ứng chứ không đơn thuần là điều chỉnh điện ở dưới. Cơ cái này là giống xe hạng sang anh ạ. Cái này là điểm cộng lớn luôn của VinFast Palio này. Bozo cũng có cái tính năng này luôn ở trên màn hình luôn. Tức là cái màn hình DVD này nó không chỉ là màn hình bình thường, đúng nó rồi, là can thiệp đúng vào rồi. Cái nghĩa là nó điều hòa của đúng xe. Đúng rồi. Cái hệ điều hành này nó can thiệp rất là sâu vào trong có cả cái chế độ là ghế. Không, đây là cái logo của cái camera này luôn. Đấy, chế độ thổi. Đây đúng rồi, đây anh về home này, đây này, camera này, cái logo anh ấn vào đây này. Nó can thiệp cái gì ở bà? Cái này là nó sẽ điều chỉnh điều hòa luôn ở trên màn hình này luôn mà không cần phải can thiệp dưới đây nữa. Cảm ứng đúng không? Đúng rồi. Cảm ứng điều khiển thôi đúng không? Vâng. Khác hoàn toàn những cái xe khác thì nó chỉ những xe rẻ như i10 hoặc là Vio thì không bao giờ có tính năng đấy. Thật ra là cần phải chức năng điều khiển bằng cơ ở dưới nữa. Cái này là cả hai, tùy mình điều khiển được một lúc có cả hai ở trên màn hình và ở dưới đúng không? Đúng, bởi vì có này thì có cả cảm ứng trên này, cần cơ nữa. Cái khu vực cần số này thiết kế đơn giản này nhưng mà có khá nhiều hộp để đồ này các bạn này. Hai khay để cốc này, rồi là có cả USB Type-C này và có cả USB thường này. Đây. Có cả rất ngon. Đây là điểm cộng cực kỳ lớn này, mà hôm vừa rồi Duy có xem ở trên chiếc Rolls-Royce Cullinan ấy, là ở trên Rolls-Royce Cullinan ấy hiện tại thời điểm này ấy cũng đã bắt đầu xuất hiện cổng sạc Type-C, và ở trên VinFast Palio đã có. Hiện tại thị trường Việt Nam mình thì gần như là chưa có chiếc xe nào được trang bị cái cổng sạc Type-C này. Ghế thì chúng ta có chỉnh cơ, nhưng mà được bọc da rồi, rất nhiều ngăn để đồ này. Rồi bây giờ lại ra bên ngoài nói tiếp vì là có bác khách chạy thử rồi. Đây phần đầu xe đây các bạn ơi, phần đầu xe thì tất cả những cái chi tiết như là lưới tản nhiệt này hay là chrome logo này, cái này thì nhiều người nói là chữ F, cái logo của VinFast đây.
thôi. Mọi người ai thích hình dung ra cái gì thì hình dung, cái đấy không quan trọng. Đèn thì cũng có đèn LED bên trên là đèn mí này, định vị ban ngày này, đèn halogen này, và đèn pha, đèn cốt này, xi nhan này. Đây chúng ta có đèn sương mù này. Chúng tôi xin thông báo đến quý khách, ngày lái thử chính thức của chúng tôi bắt đầu từ ngày mai vào ngày chủ nhật và sẽ kéo dài trong vòng 2 tuần. Rất mong quý khách đến tham gia lái thử và ủng hộ đại lý chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn. Chúng tôi xin thông báo lại, ngày lái thử chính thức. Phần ngang hông xe đây thì thật sự là chiếc Fadil VinFast này có hai cái đường gân dập nổi làm cái điểm nhấn mà Duy cảm thấy cực kỳ ưng ý luôn. Nó tạo cho xe có cái đường góc cạnh và cái điệu cái cách điệu ấy, nó giúp cho cái chiếc xe này nhìn ngang nó trường rất nhiều. Phần bánh sau này được đẩy sát ra phía sau hơn để tăng cái chiều dài trục cơ sở, để giúp cho cái không gian của ghế thứ hai ở bên trong nó rộng hơn. Đằng trước thì hệ thống treo MapVision. La răng đây cũng là la răng ở trên cái phiên bản full, nên là có cái la răng này, cái la răng khá đẹp, logo Vin ở giữa. Nếu mà để nói về cái hệ thống khung gầm thì chiếc Fadil này sử dụng chung hệ thống khung gầm với chiếc Chevrolet Spark, và thừa hưởng gần như là hầu hết cái ngôn ngữ thiết kế của chiếc Opel Karoq. Phần đuôi xe, đèn hậu cũng được trang bị đèn LED viền. Rồi bây giờ mời mọi người lại quay lại tiếp này. Trong video này thì sẽ thi thoảng bị gián đoạn một chút bởi vì là các khách hàng đến lái thử xe, mọi người hết sức thông cảm nhé. Này là tin hot quá, thành ra là xe quá hot. Đây, gương chiếu hậu này, gương chiếu hậu có tích hợp xi nhan báo rẽ ở đây, lại ở dưới này lại có nữa này các bạn này. Nói chung mà để nói về option và trang bị của VinFast Fadil ấy thì mẫu xe này được VinFast dành cho rất nhiều những cái trang bị hay là những cái công nghệ hỗ trợ chúng ta về an toàn. Phía sau đuôi này thì các bạn có thể nhìn cụm đèn hậu này. Đây, đúng rồi, bóng halogen thôi nhưng mà cũng có cái đèn viền ở đây là bóng LED. Đây. Nếu như mà phía sau này để cho Duy có cảm tình và thiện cảm nhiều ấy, thì Duy không có cái thiện cảm nhiều với phần đuôi xe của VinFast Fadil lắm. Bởi vì là cái phần nhựa đen sần ở phía dưới này được làm rất là to, dày. Xong rồi cho chúng ta những cái nhìn nó hơi mất đối xứng một chút xíu. Phần trên đang trắng, đang sơn đẹp, đúng không ạ? Đây, mọi người nghe thử cái tiếng đóng cửa nhé, của VinFast Fadil nhé. Đây này. Đây là cửa anh ơi. Đi cùng luôn, đi cùng luôn. Đấy, cửa đóng chắc đấy chứ ạ. Đúng không? Ở bên trên nóc xe còn có cái giá nóc này. Cái thanh đỡ giá trên đây. Nhìn rất là khỏe khoắn. Đây rồi. Em bên mình ngồi. Số 18 được, ngồi được anh. Về thông số chính xác của chiếc VinFast Fadil này khi mà so sánh với các đối thủ trong cùng phân khúc thì Duy sẽ để ngay ở phía dưới để cho các bạn có thể tiện theo dõi nhé. Chiều dài cơ sở của chiếc VinFast Fadil này thì bằng với cả chiếc Kia Morning. Lát nữa cái trải nghiệm ngồi hàng ghế thứ hai thì Duy sẽ gửi vào phần trải nghiệm vận hành của chiếc xe này. Bây giờ thì Duy đã lên chiếc VinFast Fadil rồi. Đây là chiếc chìa khóa nhé. Các bạn có thể thấy chiếc chìa khóa khá là đơn giản này, được thiết kế với cái logo có chữ V ở chính giữa. Đây là nút khóa và đây là nút mở. Cái này thì có thiết kế khá giống với cả những cái mẫu chìa khóa của BMW. Với cái logo BMW ở chính giữa, chúng ta cũng có thể là sử dụng là nút khóa luôn. Rồi, bây giờ thì Duy sẽ cài dây an toàn vào trước này. Sau đi mọi người nhé. Bây giờ em sẽ để nổ để điều hòa mát này. Rồi, mới đầu khởi động thì cái chiếc VinFast Fadil này cho chúng ta cái cảm nhận là cái khối động cơ hoạt động rất là êm này. Chúng ta để nổ lên bên trong xe ngồi nghe không rõ lắm đâu.
rất là nhẹ nhàng, êm ái. Đây nào, vô lăng mình sẽ điều chỉnh một chút. Vô lăng thì không có thò thụt, chúng ta chỉ có gật gù thôi. Gương hai bên quan sát rất là rõ ràng. Rồi bây giờ là vào số D, hộp số CVT đây, số D và số L. Hạ phanh tay. Thật sự là hôm nay cái cung đường di chuyển chúng ta để thử xe không có nhiều. Mong các bạn hết sức thông cảm, Duy sẽ gửi tới các bạn một cái đoạn video đánh giá nhanh về cảm giác lái của chiếc xe này thôi. Hôm nay có rất nhiều khách hàng quan tâm tới mẫu xe VinFast Fadil. Trước tiên chúng ta sẽ đi những cái tốc độ chấp trước, những cái giải tốc độ thấp trước để chúng ta cảm nhận rõ cái hộp số CVT của chiếc xe này hoạt động nó có êm và có mượt không nhé. Duy đang tăng tốc dần từ 0 lên đến 30 rồi, 40 km/h. Rồi, mọi người ngồi trên xe thì có cảm nhận như nào ạ? Êm phải không ạ? Vâng. Thì tiếng động cơ cách âm rất là tốt giữa khoang máy và khoang cabin. Rồi. Chiếc này thực sự là xứng đáng để đi trong đô thị, khá là rồi. Yên tĩnh. Cảm giác luồn lách rất là dễ này, quan sát rất là rộng này. Cái tầm quan sát và cái vị trí ngồi của chiếc VinFast Fadil này phải nói là rất là tốt, rộng. Một chiếc xe nhỏ nhưng mà xung quanh chúng ta lại rất nhiều những cái khoảng không gian tốt để chúng ta có thể quan sát xung quanh. Mặt kính lái phía trước này, rồi gương chiếu hậu này. Rồi bây giờ xin phép mọi người thì sẽ tăng tốc nhanh lên một chút xíu nữa để thử khả năng tăng tốc. Khi mà chúng ta đạp tốc ga ngay từ những cái giải tua máy đầu ấy thì chúng ta sẽ thấy một cái sự giật hơi nhẹ ở cái vòng tua khoảng 2000, trước 2000 một chút. Sau đó kéo lên đến khoảng 4500 thì sẽ chuyển số. Rồi, nói chung là hệ thống lái rất là ngon. Cái cảm giác cầm vào vô lăng của chiếc VinFast Fadil này cũng cho mình những cái trải nghiệm rất là vừa ý. Nó không quá mềm mà nó cũng không quá cứng. Tất cả những chi tiết trên vô lăng này đều làm rất là tốt. Sự hoàn thiện cũng vậy. Đặc biệt là cái hộp số CVT này chúng ta sẽ có những cái độ trễ nhất định ở thời điểm ban đầu. Nhưng mà về sau thì mọi thứ lại rất là vào, hoạt động ăn khớp với nhau. Giữa hộp số CVT và động cơ 1.4 hiện tại đang là chiếc khối động cơ có cái chỉ số tốt nhất trong phân khúc hatchback hạng A thị trường Việt Nam. Ta có thể kể đến như là những cái tên như là Morning, i10, Wigo hay là Mirage. 98 mã lực. Nói chung là với một cái mẫu xe như VinFast Fadil để mà di chuyển trong phố thì có thể nói là hết bài, nhỏ gọn, linh hoạt. Hy vọng sắp tới đây thì Duy sẽ có cái thời gian trải nghiệm nhiều hơn với chiếc VinFast Fadil này để có thể gửi tới tất cả mọi người những cái đánh giá, những cái nhận xét tốt nhất. Cái hệ thống treo của VinFast Fadil này Duy đánh giá cao bởi vì là mẫu xe nhỏ đi qua những cái gờ hay những cái ổ gà hay là những cái nắp cống ấy ở trong phố ấy, nó không có cái hiện tượng bị rung giật. Dập tắt tự động rất là tốt. Rồi, cung đường thử của chúng ta đã hết rồi. Bài cuối là thử thu khí các bạn ạ. Chiếc VinFast Fadil mà Duy đang trải nghiệm ngày hôm nay là phiên bản cao nhất. Chúng ta có tới 6 túi khí, có cả cân bằng điện tử này, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Nói chung là các hệ thống an toàn là cũng full phết đấy, full phụt luôn đấy. Có làm cái xoay cái nhỉ. Rồi, bây giờ mình sẽ thử cam lùi nhá. Cam lùi này chất lượng thì không được quá rõ sắc nét đâu, nhưng mà nói chung là cũng đủ rung. Các bác cứ chờ em một tí, em đỗ vuông vắn ngay ngắn ở đây nào. Chỉ việc đi thôi. Rồi, ok. Cảm ơn anh.
các bạn nhé. Cảm ơn nha. Rồi chào mọi người nhé. Bây giờ thì tôi đang ngồi ở hàng ghế thứ hai của chiếc VinFast Fairview. Tại cái thời điểm tôi ngồi bây giờ thì tôi có một cái cảm nhận khi mà xe di chuyển ấy, là cái hệ thống khung gầm khá là chắc chắn. Hệ thống xe treo phía sau thì êm. Bác ngồi bác cảm nhận cái ghế hàng ghế sau như nào bác? Cũng thoải mái đấy. Vâng. Không biết là bác có cảm nhận rằng là ở cái phần phần nệm này nó có ở cái giữa nó hơi có một cái gờ nhô nhô cứng cứng đúng không? Đây thì không thấy gì. À bên đây không thấy gì. Mẹ ngồi cho này là thấy nó hơi cứng cứng một chút ở đây. Cái này là vô lăng trợ lực điện nhỉ? Đã vô lăng trợ lực điện. Lưng ghế này có vẻ hơi đứng. Lưng ghế hơi đứng một chút. Nhưng mà máy 1.4 thế này là ổn đấy. Máy 1.4 là rất ổn đấy. Thật ra nếu mà so với cả trong cùng các cái đối thủ trong phân khúc mà đang khỏe thì trường Việt Nam bây giờ là có Morning i10, Hugo thì cái thông số khô khan của con này thì đang là dẫn đầu phân khúc đấy.